Chào mọi người nha. Hôm nay em lại tiếp tục đi quay một lô đất giá rẻ để cho chúng ta tiếp tục đầu tư xin lợi nhuận, hay là chúng ta xây nhà ở đều là hợp lý nha. Thì trước mặt em đây là khu dân cư đông kín xung quanh hết rồi. Đó. Thì từ cái con đường đây là em đang đứng đây mà ra tới cái mặt đường nhựa là 50 mét. Đó, 50 mét thôi nha. Đó. Thì cái lô đất em đang giới thiệu với mọi người đây là tổng diện tích là 1.000 mét vuông. Đó. Và đây là mọi người đó, mọi người thấy không? Cái lô đất em đang đứng đây là 1.000 mét vuông, chủ đã xịt cỏ này kia sạch sẽ hết rồi. Xung quanh là khu dân cư đông luôn nha. Sầm uất. Đó, thì với cái nhà đầu tư người ta phân ra, người ta bán cho từng lô một đó, mọi người thấy không? Đó là người ta đang làm đấy, để người ta xây nhà này kia đó. Đấy, thì để em quay thực tế luôn vô cho nó đắt cho mọi người coi nha. Đây thì với cái diện tích lô đất 1.000 mét vuông này, đất bằng nha mọi người, xung quanh chúng ta là đất bằng trang, gia chủ đã làm cỏ sạch sẽ. Trước đây thì là một vườn trái cây dừa, em trái là dừa, nhưng mà nhà đầu tư người ta phân ra thì người ta bán cho từng từng người một, thì có người thì người ta để người ta chăm được, có người thì người ta không chăm nữa. Đó. Thì người ta để nó chết đi. Đây, mọi người thấy không? Mà em đi vô ấy. Là xung quanh đây đã xây, mọi người thấy em quay qua này, xung quanh đã xây nhà kín xung quanh, bốn xung quanh hết rồi. Đó, ràng ràng có khu biệt thự này kia luôn, nhà cửa rất là đẹp, ok luôn nha. Thì đây là em đi vào trong cuối cái miếng đất của mình. Đó, nhà đầu tư chủ cũng miếng đất của mình đây. Đó, đây xuống cuối cái ranh này mọi người, là chủ cũng rào hàng ranh vuông vức cho mình hết rồi. Đó, rào kẽm gai là cọc bê tông cứ là vuông vức hết rồi, hàng rào đầy đủ. Đó, thì hai bên nào cũng có cọc bê tông đóng hàng rào hết. Nên mọi người đợi thấy không, bên kia cũng có cọc bê tông. Nói chung là lô đất của mình vuông vức. Thì cái giá mà chủ bán là 480 triệu. Giá chủ bán 480 triệu nha mọi người. Cho 1.000 mét vuông. 1.000 mét vuông này thì hiện tại là lô đất này là ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Mọi người nếu mà quan tâm tham khảo về cái lô đất này thì hãy điện cho em, là số điện thoại của em là 0973
0786 796 750 để em tư vấn thêm, tìm hiểu thêm về những lô đất khác. Đây, em đi bây giờ là em đi ra con đường này nha mọi người. Hôm nay nắng hơi chói. Nắng nó hơi chói. Đây, đây là con đường, con đường này là rộng 5 m. Đường đá mi này là rộng 5 m nha. Bên này người ta đang làm đá, làm dọn mặt bằng để người ta xây nhà này. Đấy, thì cái đường đá mi rộng 5 m mà cái mặt tiền của mình đây, từ chỗ cái nhà đó là xuống tới cái trụ bê tông này là được 21 m. 21 m mặt tiền. Chúng ta mua về chúng ta xây một cái nhà để có một cái căn vườn nhỏ nhỏ để chúng ta trồng một ít cây trái rồi nói chung là rau rợ rồi kia vô thì nhìn nó rất là xinh đẹp đó. Thôi thì em cũng xin cảm ơn tất cả ông bà cô chú, quý vị chị đang theo dõi video của em. Nếu mà cô chú quý vị chị mà thấy hợp giá hợp lý thì hãy nhấc máy gọi điện cho em theo số điện thoại là 0973 796 750. Đó. Em xin cảm ơn, là nhờ, em cũng mong muốn là quý vị cô chú và quý vị anh chị mà xem này nhớ ấn like cho em một lượt đăng ký để ủng hộ em tiếp tục làm những cái video có những miếng đất rẻ để cho ông bà cô chú và quý vị anh chị đầu tư ha. Em xin cảm ơn một lần nữa.